Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo buổi chiều ngày 4 tháng 10 năm 2022 tại đơn vị vận chuyển Viettel Post. Chiều nay lại tiếp tục có 4 đồng chí hành quân. Báo cáo với lại các đồng chí là có 2 đồng chí là hành quân ra thủ đô Hà Nội. Còn một đồng chí thì hành quân đi Tiền Giang, một đồng chí thì đi Lào Cai. 4 kg. Sản phẩm đầu tiên Sony CF DV27. Địa chỉ đến phường Khương Thượng này, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội nha. Đấy, đường Trường Chinh đây này. Đấy. Sản phẩm thứ hai, cái này cũng đi Hà Nội. Đây, đi Long Biên Hà Nội. Đi Long Biên Hà Nội nha. Cái này là 10 cuốn băng cassette, đi Long Biên Hà Nội. Cái này là 5 cuốn băng cassette, địa chỉ đến Tiền Giang đây này. Đấy, Tiền Giang. Còn cái thứ tư là đi Lào Cai, đi Bảo Yên. Đấy, Bảo Yên, Lào Cai cũng bằng cassette nhá. Tôi ngắn gọn như vậy, chiều nay có 4 sản phẩm lên được. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.